cài chứ không phải là format. Delete các bạn nha, delete xóa con dùng nó đi, rồi chúng ta cài chứ không phải là format các bạn ha. Ta lưu ý vấn đề đó nha, hai cái khác nhau. Format cài vẫn được nhưng mà nó khởi động sẽ chậm hơn là chúng ta delete xóa con vùng các bạn ha. Rồi bây giờ là qua cái video khác luôn rồi, rồi thành ra là mình chia sẻ thêm luôn ha. Rồi rồi cấu hình giờ mình sẽ test test bed đi các bạn nha, test bed đi ha, để cho nó chạy một số cái tiến trình đi. Rồi mình sẽ test bed để cho nó chạy chạy ra bơi coi. Apple Deep Fit mình thử fit được không? Nó đang lót đó mà ha. Nó lỗi rồi. Rồi mấy cái này cài driver thì dễ thôi, các bạn nào ấy thì chúng ta thắc mắc thì chúng ta cứ dùng cái những cái bộ driver one driver gì chúng ta fix để thôi ha. Rồi giờ mình test đi, mục đích tiếp theo là mình test test bed ha. Rồi bây giờ cái này cái bi này mình đã tạo bút rồi nè, mình thử bút trên cái con này coi. Rồi nó nhận dạng nha. Đấy. Nó nhận USB nè. Đấy, USB nhận rồi bạn ha. Đấy. Mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Đó, bây giờ mấy menu bây giờ mình bút thử nè. Chọn thì chọn bút nè. Đó, mình tạo bút hết rồi bạn nha. Vậy là bút vô thử rồi. Tắt máy luôn nè. À. Rồi chúng ta đè nút nguồn. Đè nút nguồn luôn mà ha, rồi đè chữ option, đè nút nguồn, tắt máy khá lẹ mà ha, rồi đè nút nguồn, rồi đè option nè, đè option, đè giữ option, đè giữ nút option, rồi, đè giữ nút option, wow, hiện hai con dùng đấy, rồi một con dùng thua, một con dùng là thua rồi, một con dùng là thua rồi, bây giờ chết rồi. À, như quên là lẹo quá. Rồi thua rồi. Bây giờ là tắt lại các bạn nha. Tắt lại, thôi mình dừng xíu đi đỡ hao thời gian. Tắt khởi động lại các bạn nha. Tắt khởi động lại thôi. Tắt tắt win. Rồi xong. Giờ mình khởi động lần nữa nha, giữ phím C coi nó có hiện gì không. Ở nút nguồn ấn phím C, ấn chữ C các bạn ha. Mở nút nguồn ấn giữ chữ C để coi nó có chế độ tùy chọn gì không nha. Và nó không nữa thì thôi thì tháo ổ cứng rồi, buộc phải tháo ổ cứng rồi cắm qua máy kia. Tháo ổ cứng cắm qua máy kia để mình khởi động. À, nó hiển thị như thế này. Tab menu là cái tab. À xuống cái này Windows Memory này vô cái gì ta, à vô cái menu bút nè, mở cái này thì chạy thử thôi. À khởi động giống như nó quét cái gì nguồn nhớ thôi, giờ EC thoát ra mà ha. Rồi thôi mình cách cuối thôi, bắt buộc mình phải phá ổ cứng mình cắm qua mấy kia mình test các bạn nha. Rồi nó vô win luôn rồi, rồi phải tắt lại các bạn nha, rồi tháo ổ cứng luôn các bạn ha, mình tháo ổ cứng luôn, mình cắm qua mấy bên kia thôi, mình tạo bút cho nó hoặc là mình bút trên máy này nhưng mà mình phải cài đặt bút các bạn ha. Rồi bây giờ mình dùng cái USB hồi nãy mình tạo bút luôn các bạn nha. Mình cho nó chạy USB đó thôi, mình bút vào cái USB đó thôi. Mặc định thì BIOS mình đã chọn tùy chọn bút USB rồi. Nên nó nếu mà nó vô được USB hiện thì menu bút là ok. Nếu mà nó vô Win 7 đó là mình phải chỉnh lại hoặc là nó sai sót cái gì đó. Ây da. Là lỗi gì rồi? Chết rồi,
May là cái phần này nó cho mình control năng led thì led ra đông lại các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đây, rồi mình còn nước cuối thôi. Giờ mình dùng tới cái điện thoại đó các bạn, dùng tới điện thoại mình bút trên điện thoại thôi. Nhìn xíu bạn ơi, ở mấy video trước thì mình chia sẻ với các bạn cái việc mà bút qua điện thoại vậy ha, root thôi, root hệ hành Android, rồi chúng ta cài cái ứng dụng Ray, rồi chúng ta chạy thôi. Sau lưu file thì các bạn để trong thư mục download, email, thư mục download cái đó đi, thư mục email, thư mục ảnh đó. Rồi lưu những cái file boot vào. Rồi giờ này, thế này là nó nhận dạng cắm USB vô bạn ha. Rồi nhận dạng xong cắm USB vô rồi, xong chúng ta khởi động máy tính thì chọn BIOS, nhớ nhớ chúng ta chọn ưu tiên USB boot các bạn nha. Thì chọn BIOS, chúng ta chọn cái ưu tiên USB nè, nó có nè F10 nè, F9 là thì chọn nhanh boot, boot nhanh nè đối với dòng HP. Rồi này nó boot vào cái WinXP Mini. Vô đây mình thì chọn boot cho cái ổ cứng này, thì chọn boot cho cái ổ cứng này. Hoặc đây mình boot trên test trên đấy cũng được, tại mình muốn test cho bạn xem thử, mà chúng ta test MHDD trên cái MacBook nó như thế nào. Thành ra cái video nó sẽ dài hơn xíu, nếu mà ở đây mình chạy thẳng vô cái đó trong điện thoại cũng được, đâu cần phải làm rườm rà thế này. Mục đích là mình tạo bút ổ cứng cho bạn xem, cái nhất ha. Cái thứ hai là làm mình coi, hình như là cái ổ này nó không tạo cái băng dùng FAT 32 như trên trên ấy ta. Hay là cái băng dùng FAT 32 không thấy ta, mình đợi xíu nha. Mình thấy không thấy cái phân vùng đó chắc nó ẩn là sao, mà phân vùng hot 32 mà. Chắc là với cái phần mềm đây đây, cái phần mềm và mấy phần mềm chiêu đĩa nằm đây rồi, cứ tư tưởng đâu không app không được xóa. Cho nó thẳng á, mình xem cái kiểu này quen rồi mà, xem phần mềm dễ nè, mình xem cách này quen rồi mình đổi là không được, nhìn mấy kia khó nhìn quá. Xóa đây, mình cho chạy cái bản chuẩn này đây, on WinBE nè các bạn ha, bản này là chuẩn đối với mình rồi, nó chạy rồi. Mình coi cái bản dùng phát ba mai các bạn ha, đây. Vậy nó tạo hai phân dùng các bạn ơi, nè memory up tiêu là tfx nè. Vậy là không, cái này là phải chia nữa, chia một ổ nữa mới được các bạn ha, chia thành cái phân dùng FAT 32 mới bút được. Thôi em chia luôn các bạn nha, chia luôn đi, resize này em nè ha, chia luôn cho các bạn thấy nha. Đây để các bạn dự trù giống mình luôn ha, cho ổ đầu khoảng 3 GB chẳng hạn, 3 GB mấy gì đó. Ok cho 47 nha, 47 48 này ha, vậy đi. Rồi đó, rồi chúng ta hãy apply đi các bạn ha, tại vì nó có dữ liệu trên đó. Cái nào làm xong cái đó các bạn nha, đừng có làm 2 3 cái một lượt cái nó chạy lâu lắm. Nhưng mà do cái ổ C này, do cái hệ hành Win á, nó dung lượng nó ít, nó chiếm ít, nếu mà có những cái dữ liệu khác của mình thì nó chạy lâu, giống như cái video trước mình quay cho bạn xem mà nó rất là lâu luôn ha. Nó thì sai bật tên nó xanh nè, chia phần dùng này, rồi lấy cái phần dùng này chúng ta chuyển về phát 32 coi nó như là một cái USB, chúng ta bút thôi. Rồi chúng ta tạo bút trên đây, chúng ta tạo bút trên phần dùng này. Thì đây cũng là cách mà chúng ta
tạo bút ô cứng luôn các bạn nha. Thì mình chia sẻ luôn để các bạn nắm nó nhiều cách hơn. Còn tạo bút USB thì đa phần chúng ta đều biết rồi. Cái hay của tạo bút ô cứng các bạn biết như thế nào không? Thì thứ nhất là nó ưu tiên khởi động ha, ưu tiên khởi động. Thứ hai là nó không phải mất thêm một cổng USB nè. Cái thứ ba nữa là khi mà lỗi này kia chúng ta gọi linh hoạt hơn, chúng ta sửa lỗi cũng như chúng ta cứu hộ nó linh hoạt, nó nhanh hơn. Nhưng mà một khi nó lỗi bút này thì chúng ta coi như là phải lệ thuộc thêm một cái thiết bị bên ngoài như ổ đĩa hoặc USB để chúng ta vào, chúng ta khởi động, chúng ta tùy chỉnh lại các bạn ha. Và thường chúng ta tạo bút nhiều các bạn, chúng ta bút qua bút lại nhiều cái nó hay bị lỗi lỗi bút, thì hay những cái bạn mình nói virus MacBook record, cái đó mình theo mình kinh nghiệm mình thôi nha, mình suy đoán cái đó là lỗi bút chứ không phải là cái đó là virus các bạn ha. Chúng ta bút qua bút lại nhiều thì thường nó sẽ bị thôi. Hệ điều hành cũng vậy các bạn nha, ví dụ các bạn cài hai ba hệ điều hành cùng lúc đi, chúng ta bút qua bút lại hệ điều hành này hệ điều hành kia nữa, lâu lâu nó cũng xung đột cái gì đó nó cũng lỗi. Cái lỗi bút thì chúng ta fix bút lại. Loại bút hệ điều hành thì ví dụ bút hệ điều hành Win 7 thì các bạn cứ bung bung cái bảng, bung cái thân dùng mà thân dùng trống mấy trăm mê, bằng 350 mê mấy trăm mê, mà nếu mà chúng ta cài chuẩn đó, cài theo chuẩn giống như mình nói là cài hệ điều hành là delete hệ điều hành đó, thì trên máy của ngoài hệ điều hành MacBook thì nó sẽ tạo ra một phân dùng giống như phân dùng mình đang tạo nè, đó nó mấy trăm mê thôi, mấy trăm mê thì nó tạo lên lên cái đó, cái phân dùng đó nó hỗ trợ bút vô cái hệ điều hành mà chúng ta sử dụng. Thì khi chúng ta fix lỗi á, có nghĩa là khi chúng ta fix lỗi cái bút đó đó, thì chúng ta bung cái bảng gốc ban đầu. À, các bạn bung bạn bạn bản gốc ban đầu thì cái phân dùng mà bút của bản gốc ban đầu bạn đè lên cái phân dùng mà bút của hệ điều hành đang lỗi thì tương ứng win với nhau các bạn nha. Ví dụ win 7 đang lỗi thì chúng ta phải bung cái bản win 7, win 8 thì bung win 8, win 10 bung win 10 thì nó đi đè phân dùng bút đè là chồng lên thôi là chúng ta sẽ khởi động vô được. Bạn nào rõ hơn thì vô chỉnh mấy cái file BCD ha. Nhiều khi chỉnh được bó tay thì chúng ta còn cách đó các bạn nha. Nhưng mà cách đó là áp dụng ứng dụng cho Win UEFI là chuẩn nhất các bạn nha. Win Win UEFI Win gì đó không biết, 7 8 10 gì đó của bút UEFI đó, thì chúng ta nên sử dụng cách đó. Còn đối với những cách thường thì không phải Win, đối với Win thường đó, là chúng ta chỉnh mấy cái file BCD được là nó chuẩn, hoặc chạy cái công cụ fit NT bút á, thì mình sẽ chia sẻ những cái file đó luôn trong video luôn các bạn ha. Rồi cái này mình tạo thôi nha, tạo ra phần dùng mới nè, phát 32 nè, cho nó Remary các bạn nha, Remary mới được nha. Rồi rồi mình tạo nó thôi, apply nó, à quên nữa, repeat rebuild mbr các bạn nha. Rồi tạo thì cái USB mình cắm vô mình cho nó rebuild MBR cái đó, sợ nó lỗi cái phần đó các bạn. Nhiều khi tạo bút xong rồi hết rồi, cái file chuẩn hết rồi nhưng mà nó thiếu, nó lỗi ngay cái phần nào mà mình không biết mà mình không bút được thì mình cứ rebuild MBR nó thôi. Rồi nó load. Rồi bây giờ mình cắm USB vô rồi ha. Rồi giờ chuẩn anh ha. Giờ coi như là cái ổ này là ổ để bút chuẩn, còn file thì chúng ta đưa vào thôi. File thì các bạn đưa vào file là nó sẽ bút được nha. File 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 file. File thì mình nói rồi. Cái bộ file bộ file bút của mình đâu ta? Đây. Cái cách này khó nhìn quá, mình không quen với cách nhìn của mấy cái này, mình chỉ quen cái này quen rồi. Mình chia theo tệp đi, phân biệt cho nó dễ nè. À,
đây, KNV cũng được, nhưng mà mình tạo cái bảng riêng của mình rồi, mình sẽ giải nén nó qua cái bảng đó các bạn ha. Nó tìm rồi ta, cái bảng của mình, các bạn khó tìm thì chúng ta dùng cái công cụ everything các bạn, ta tìm file cho lẹ, sạch file lẹ lắm, những cái file nào ẩn ẩn nó ra hết à. Đây đây nè các bạn ha, rồi bây giờ mình sẽ giải nén hết cái này. Ủa cái gì ta, mình hình đô na nó không cho. Thôi bây giờ mình giải nén tại chỗ đi ha, giải nén thành cái khu vực riêng nè.